Một Phật tử nữa hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính Bạch Thầy Bố Thí cho con được hỏi Con là Phật tử Trịnh Văn Nam Ở Yên Phong, Bắc Ninh Hàng xóm sát nhà con gần đây có đào móng xây nhà Móng họ đào sát móng nhà con Có người bảo long mạch nhà con cũng bị động và phải làm lễ để hàn long mạch kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu và nếu con làm lễ thì phải chuẩn bị những gì ạ chúng con phật tử tại gia có được tự làm lễ hàn long mạch không ạ con xin tri ân công đức thầy nam mô a di đà phật cái việc này thì chúng ta cũng phải nói thật với các quý vị nó không xuất phát từ phật giáo chúng ta nó xuất phát từ đạo lão từ cái văn hóa tín ngưỡng truyền thống của dân tộc từ cái niềm tin vào tâm linh và theo khoa học của phong thủy chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế ngài một hôm có ngồi nghỉ ở bên cái bìa rừng ngài liền tiện tay tuốt một nắm lá và ngài đưa một nắm lá ra ngài hỏi tôn giả An Nan này An Nan theo con thấy là lá ở trên rừng nhiều hơn hay là lá ở bàn tay của Đức Như Lai nhiều hơn? Tôn giả An Nan liền bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Lá ở trong bàn tay của Đức Như Lai ít hơn rất rất nhiều lá ở trên rừng vậy. Có nghĩa là lá ở trên rừng nhiều hơn lá trong lòng bàn tay của Đức Phật rất rất nhiều. Và Đức Phật ôn tồn bảo với Tôn giả An Nan và đại chúng rằng này a nan các pháp mà Đức Như Lai chứng được Đức Như Lai biết được Đức Như Lai tỏ ngộ được giống như lá ở trên rừng Còn những điều mà Như Lai vừa mới nói ra trong mấy chục năm qua kể từ khi giác ngộ cho tới nay chỉ vừa giống như lá ở trong, lòng bàn tay của Như Lai vậy. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Như Lai đã giác ngộ được các Pháp nhiều như lá ở trên rừng. Còn những lời mà Như Lai nói ra trong mấy chục năm qua mới chỉ như lá ở trong lòng bàn tay vậy. Chúng ta nếu mà xét về tìm học về giáo lý của Đức Phật nghiên cứu và tư duy và học hỏi giáo lý Đức Phật từ kinh A Hàm cho đến các bộ kinh phương đẳng đại thừa và những bộ kinh lớn như là Hoa nghiêm như là Pháp Hoa như là Niết Bàn như là Đại Bát Nhã vân à, vân chúng ta thấy mỗi thời thuyết giáo của Đức Phật có những cái đối tượng nhất định Tức là có những căn cơ, những đối tượng nhất định ở thế gian Để Ngài quyết định thuyết pháp giáo hóa độ sinh Như trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Khai quyền hiển thực hội tam quy nhất Đó. Kinh Pháp Hoa gọi là khai quyền hiển thực hội tam quy nhất Khai quyền là gì? Tức là khai các quyền pháp mở ra các quyền pháp quyền tức là phương tiện tức là mở ra các pháp phương tiện à, giống như con thuyền để đưa chúng sinh vượt qua biển khổ vậy đó là khai quyền hiện thực là sao đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính Đức Phật là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành đó gọi là hiển cái thực tướng của các pháp đó là chúng sinh và phật đều có một thể từ bi bình đẳng giác ngộ như nhau chúng sinh thì do mê mờ cho nên bị ngũ dục lục trần nó che lấp phật tính kia không hiển lộ được còn phật thì giác ngộ cho nên không bị ngũ dục lục trần ngăn che vì vậy mà tự do tự tại giải thoát trong các pháp làm chủ vận mệnh của mình còn chúng ta thì không tự làm chủ được vận mệnh của mình đấy cho nên cái trường hợp lúc nãy câu hỏi đầu tiên mình chẳng làm chủ được mình để cho người khác, người ta nói mình à, có căn này, căn nọ, căn kia. Vậy mà cũng à, tin theo. Có cái chuyện tự nhiên biết xem bói. Đơn giản. Tự nhiên biết xem tướng. Đơn giản thôi. Chúng ta thấy một số nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam như một thời như là à, cô Hằng như là Bắc Liên à, và một số nhà ngoại cảm nổi tiếng mà họ được được rất nhiều các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước chính phủ tin tưởng thậm chí mời đi à, à, đi đi tìm mộ liệt sĩ và cũng tìm được à, rất nhiều thế mà cứ một thời gian sau cho đến bây giờ cũng thấy trầm hết rồi lắng hết rồi người ta như thế người ta còn chưa dám nói là đi à, làm những việc này việc nọ việc kia linh quỷ ở trên đời rất nhiều chúng ta không khéo thì đi vào con đường tà mà không không biết đó cho nên á chúng ta thấy rằng ở trên uh, cuộc đời này người uh, học phật uh, không phải là dễ đâu bậc uh, minh sư không phải là uh, dễ gặp đâu mà người chỉ cho ta cái phương pháp tu hành uh, đúng với uh, giáo lý của đức phật uh, cũng không phải là nhiều đâu đặc biệt cái thời mạt pháp này chính vì vậy cho nên chúng ta phải gạn lọc phải À, tư duy phải à, quán chiếu xem à, những lời giảng đó có phù hợp với à, giáo lý à, tam tạng thánh điển của Phật không mà cho dù đó là kinh điển nhưng có phù hợp với căn cơ của người nghe không khế khế, khế lý khế thời không vân vân à, đủ các thứ các yếu tố ở trên ở trên đó nữa cho nên à, khai quyền hiền khai quyền hiện thực chính là để dùng cái phương tiện chỉ bảo dẫn dắt cho chúng ta từ tối ra sáng từ mê tới ngộ từ phàm thành thánh vậy nhưng muốn làm được cái điều đó thì phải tu phải sửa chứ không phải là tự nhiên là gì phật bồ tát ban cho chúng ta được không có cái chuyện đó đâu đấy khai quyền hiển thực hội tam quy nhất thế nào là hội tam quy nhất tức là nói ra ba thừa thanh văn duyên giác và bồ tát thừa đó là gì à, đó là ba thừa tam thừa pháp là thanh văn duyên giác và bồ tát à, có những sách thì gọi là nhân thừa thiên thừa và và phật thừa nhưng mà cái nhân thừa thiên thừa phật thừa cái thuyết này là cũng do một số các vị pháp sư sau này giải thích nhưng mà theo thầy thì xét đúng ở trong kinh pháp hoa huyền tán hay là pháp hoa văn cú pháp hoa à, à, liễu nghĩa vân vân của các tổ của tông pháp hoa giải thích thì tam thừa chính là thanh văn thừa duyên giác thừa và bồ tát thừa tức là ba thừa ấy tức là ví như ba cỗ xe lớn ở trong kinh pháp hoa được ví như là xe dê xe hiêu và xe châu xe dê là ví cho xe của thanh văn thừa xe hiêu to hơn một chút vì con hiêu nó khỏe hơn con con dê cho nên nó to hơn nó chở được nhiều người hơn một chút cho nên gọi là thừa của duyên giác còn xe châu con trâu nó to hơn con dê và con hiêu nó khỏe hơn cho nên xe nó to hơn nó cũng chở được nhiều người hơn cho nên mới gọi là gọi là xe châu mới gọi là, ví như là bồ tát thừa bồ tát cưỡi thuyền từ đại nguyện đi vào biển sinh tử luân hồi lục đạo để dùng các phương tiện thiện xảo giáo hóa độ sinh khiến cho chúng sinh từ những nơi phương tiện ấy mà được phá mê khai ngộ được phản vọng quy chân đấy chính là là bồ tát thừa ba thừa ấy theo quan điểm của kinh pháp hoa Tất cả cũng chỉ đều là phương tiện mà do Đức Phật quyền biến hóa ra mà thôi, thực tế nó chỉ có một thừa duy nhất, đó chính là gì? Đó là Phật thừa hay còn gọi là nhất Phật thừa. Cho nên mới gọi là hội tam quy nhất là như thế, gom ba ba thừa Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát về một thừa duy nhất, đó là Phật thừa. Vì vậy mà trong kinh Diệu pháp Liên hoa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới đặc biệt là thọ ký cho các vị thanh, thanh văn thành phật như là xá lợi phất mục kiền liên a nan ca diếp vân vân các vị thanh văn đó đều được phật thọ ký cho được thành thành phật sau này đó chính là hội tam quy nhất từ những cái giáo lý dạy cho chúng nhân thiên sơ học như là kinh trung a à hàm kinh trường a à hàm kinh tạp a à hàm kinh tăng nhất a à hàm Thế là dạy cho đối tượng là phần lớn là con người chúng ta biết cách tu nhân tích đức hành thiện biết cách là sống hiếu thảo với ông bà bố mẹ ra sao vợ đối với chồng như thế nào và chồng đối với vợ như thế nào bố mẹ đối xử với con cái như thế nào và con cái đối xử với bố mẹ ra sao, rồi uh, quốc vương đối xử với đại thần và dân chúng như thế nào và dân chúng đại thần uh, cũng phải uh, cung kính tôn trọng và hộ trì uh, quốc vương ra sao, vân vân. đấy gọi là dạy cho về đạo đức, về lẽ sống, về uh, phương pháp gì, mình gọi nôm na là gì là làm người làm sao ạ cho nó xứng đáng kiếp người đấy là trong các kinh nha hàm ngoài ra à, cũng kinh nha hàm có những bộ kinh đức phật dạy cho các phương pháp tu tập để giải thoát chứng đắc thánh quả tu đà hoàn tư đà hàm na à hàm và a la hán nhưng lại dạy cho phương pháp gì quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh quán tâm vô thường quán pháp vô ngã quán thọ thị khổ vân vân hay là dạy uh, thêm cho gì cho 37 phẩm trợ đạo như là tứ niệm xứ tứ chính cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó dạy cho con người chúng ta biết cách để tu tập làm sao đó để cho đoạn trừ những dục vọng tham sân si đoạn trừ tài sắc danh thực thủy vân vân đó là cái thời kỳ đầu đức Phật thuyết về kinh kinh a hàm theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông chúng ta theo quan điểm Phật giáo Nam Tông thì à, gọi là à, cũng có à, trung bộ kinh trường bộ kinh tăng chi bộ kinh và tương ứng bộ kinh vân à, vân à, chúng ta nhớ là Phật giáo Nam Tông hay còn là Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Tiểu thừa đó họ không công nhận những kinh sách Phật giáo Đại thừa chúng ta, đây cũng là cái dễ thôi về cái quan điểm tư tưởng của bộ phái mà cái đây mấy nghìn năm rồi cho nên cái đó của chúng ta cũng không lạ gì cái học Phật không lạ gì nhưng các Phật tử nên nhớ rằng thầy đang nói là gì lấy cái dẫn chứng là khi Đức Phật nắm một cái À, tuốt một cái năm lá, hỏi tôn giả An-an lá trên rừng nhiều hay lá trong tay của Ngài nhiều? Tôn giả An-an, Bạch Đức Thế Tôn là lá trong tay của Đức Phật ít, lá trên rừng mới là nhiều, nhiều hơn gấp bội lần vậy. Đức Phật bảo rằng đúng như thế. Những pháp mà Như Lai chứng được, biết được nhiều như lá ở trên rừng những pháp mà Như Lai nói ra cho thì cho các ông và cho tất cả mọi người được nghe trong những năm qua mới chỉ như là nắm lá trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Chính vì vậy, xuất phát từ cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta mới thấy rằng rất nhiều chân lý mà dần dần sau này hoặc một số các tôn giáo bạn khám phá ra hoặc rằng các nền khoa học khám phá ra hoặc rằng cái nền giáo dục hiện đại gì phát minh ra vân vân cái gì nó phù hợp với chân lý với đạo đức với nhân quả thì cũng đều là chính pháp hết các quý vị chứ không cứ vào cái gì Phật nói nó mới là chính pháp còn cái gì uh, uh, Chúa nói không phải là chính pháp hay là uh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói không phải là chính pháp hay là như Mark Lenin nói không phải là chính pháp hay là như uh, một vị Tổng thống hay một vị Thủ tướng nào đó nói không phải là chính Pháp Bất cứ vị lãnh tụ nào Những cái lời dạy vì dân, vì nước Vì nền độc lập, hòa bình của nhân loại Vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh mà đưa ra một học thuyết Đem lại lợi ích, an lạc cho chúng sinh và loài người Thì đó đều là phù hợp với gì? Với chân lý, phù hợp với đạo đức mà phù hợp với chân lý phù hợp với đạo đức chính là phù hợp với với chính pháp rồi các quý vị cho nên người học phật chúng ta mà hiểu được cái điều đó thông được cái điều đó thì chúng ta sẽ không bị chấp trước không thấy có chướng ngại bất cứ pháp nào ở trên thế gian này cho nên khi mà đã hiểu được đến cái mức đó tức là chúng ta đã có trí tuệ rồi, trí tuệ ba la mật giống như ở trong bát nhã tâm kinh đức phật đã dạy vậy bồ tát quán tự tại đã thuyết vậy cho nên cái việc không phải là phật pháp không dạy ở trong kinh nhưng mà ở thế gian họ gì họ tin họ dùng và đem được đến cái sự an lạc thanh tịnh đem lại lợi ích cho con người đem lại lợi ích cho nhiều người, không làm tổn hại đến là loài khác thì đó cũng chính là gì? là chân lý, là phù hợp với nhân quả vậy. Thế nên cái vấn đề mà chúng ta thấy này từ xưa đến nay, cái vấn đề làm nhà, làm cửa, xây chùa, xây triển, chúng ta thấy kể cả xây chùa, chúng ta thấy xây chùa cũng như Các sư, các hòa thượng. Cho dù đó là các hòa thượng lớn ấy, thượng hay là các thầy nhỏ đi chăng nữa Bất cứ làm ngôi chùa nào chúng ta thấy các cụ có làm lễ động thổ không? Có không? Có Kể cả Tôi nói một cái nó cũng hơi Cũng cũng có thể nó hơi lời nói thật nhưng mà nó cũng hơi hơi phạm một chút Vì cũng có thể có người không tin Nhưng mà không tin cũng không được Chúng ta thấy bây giờ kể cả đảng nhà nước chúng ta đảng chúng ta nhà nước chúng ta ngày xưa thì gọi là theo cộng sản mà cộng sản thì là vô thần đúng không? Ngày xưa là như thế mấy chục năm trước những người mà dạy ở trên học viện cao cấp lý luận chính trị quốc gia thì thường là họ lên họ nói bác hết tất cả các tôn giáo đều cho là mê tín dị đoan tất nhiên đấy là mấy chục năm trước nhưng bây giờ thì các thầy dạy ở các trường cao cấp rồi Học viện Chính trị Quốc gia vân vân, họ cũng không dám dạy như thế nữa. Vì chính các thầy cũng có cái niềm tin vào vấn đề tâm linh cơ mà, có cái nhiều hay ít mà thôi. Chúng ta biết là đến cả những vị lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của đảng, nhà nước, chính phủ, chúng ta bây giờ vẫn có niềm tin vào tâm linh cơ mà. Mà thực tế chúng ta thấy như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đi thăm Đền Hùng, vào thắp hương bái tổ xong chúng ta nhớ nhé cụ thắp hương bái tổ xong cụ ra ngồi với các cụ với các chiến sĩ bảo vệ ở đó và một số nhân dân đại diện ở đó và cụ nói một cái câu rất nổi tiếng là sao các các gì các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau phải cùng nhau giữ nước chúng ta thấy vị lãnh tụ, vị cha già cái nhiều vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 20, 21 này và thậm chí là còn lâu dài ở về sau nữa chúng ta thấy cụ quản là tâm linh cơ mà cụ còn hướng về cội nguồn của dân tộc cơ mà đúng không nếu cụ vô thần thì cụ lên thắp hương ở à, à, đền Hùng làm gì có phải không rồi chúng ta xem một cái bức ảnh cụ đến lễ, lễ ở chùa Quán Sứ chưa? À, có bức ảnh cụ đến lễ, lễ ở chùa Quán Sứ đấy. À, Chú đáng có thể tìm rất trên mạng. À, chủ tịch Hồ Chí Minh lễ Phật ở chùa Quán Sứ có thể có bức ảnh đó trên mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cụ hình như là cụ Phạm Văn Đồng và cụ mấy cụ đến lễ tại chùa Quán Sứ mà ngày xưa chúng ta thấy các cụ ngày xưa là không 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 quỳ như chúng ta bây giờ mà ngày xưa các cụ đi lễ là thường là ngồi gì ạ con trai mà ở trong quê thì gọi là ngồi xếp mại <laughs> ngồi xếp mại tức là ngồi chân trái xuống và chân phải lên hoặc là chân à, trái xuống chân phải lên và xếp nó thành cái lớp đấy à, trên dưới đấy cụ còn còn ngày xưa thì không quỳ ngày xưa thì đi lễ phật người, à, lãnh đạo thì người thấy ngồi kiểu đó <laughs> ngồi xếp mại kiểu đó để vái Phật. Nên vô thần thì cụ vái Phật làm gì? Đấy, cho nên chúng ta thấy Chúng ta không thể nói là những lời dạy của những bậc vĩ nhân như vậy Mà chúng ta không xứng đáng để học được Chúng ta phải học chứ phải học rất nhiều chứ mặc dù chúng ta là người tu mặc dù chúng ta đang tu theo đạo phật nhưng chúng ta phải hiểu rằng những lời mà đức phật nói ra đối với cái sự giác ngộ của ngài nó mới chỉ là một chút như nắm cát ở trên tay hoặc như nắm lá ở trên trên tay mà thôi còn những cái mà ngài chưa nói ra thì nó nhiều lắm mình mông vô bờ vô bến cho nên chung quy lại đức phật nói này dạy các đệ tử của ngài là sau này các ông đi hoàng pháp giáo hóa độ sinh đến quốc độ nào đến địa phương nào thì phải tìm hiểu xem cái văn hóa cái phong tục tập quán của người dân địa phương ấy họ tôn trọng cái gì thì các ông cũng phải tôn trọng những văn hóa tập tục tập quán của họ à, cái nơi ấy họ không cho thực hành cái pháp ấy thì các ông cũng không được không được tán dương khen ngợi pháp ấy đấy ví dụ như thế trong kinh trung hàm đức phật dạy các đệ tử của mình như thế đấy. ví dụ thầy lấy ví dụ thế nào là phải tìm hiểu và phải tôn trọng những văn hóa những tín ngưỡng của người dân bản địa nơi đó. Ví dụ như Phật giáo truyền vào Việt Nam cách đây trên 2.000 năm. Theo giáo sư sử học Lê Mạnh Thát và giáo sư sử học Nguyễn Lang, à, Nguyễn Lang tức là gì? Là bút danh của cố giác linh đại lão hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Thích Nhất Hạnh đó các quý vị. và giáo sư sử học nổi tiếng nhất Việt Nam trong thế kỷ 20 21 này. Đó chính là giáo sư Lê Mạnh Tháp. Và cụ cũng đã xuất gia và thọ giới tỷ khiêu cũng chục hơn chục năm trước rồi. Chúng ta thấy rằng trong các bộ sử học của phật giáo ở việt nam được nghiên cứu và được ghi lại những lời dạy của các vị thiền sư các vị giáo sư các vị hòa thượng nổi tiếng của sử học phật giáo việt nam đó chúng ta thấy đều nói rằng phật giáo truyền vào việt nam chúng ta từ thế kỷ thứ cuối thứ ba và đầu thứ hai trước công nguyên chứ không phải sau công nguyên nhé. Tức là khoảng trước công nguyên khoảng 2 đến 300 năm. 2 đến 300 năm. Các luồng uh, quan điểm tư tưởng của các nhà nghiên cứu sử học và giáo Việt Nam như là Nguyễn Lang, như là Lê Mạnh Thát, như là Hòa thượng uh, uh, Nguyễn Siêu đều uh, đều đều nói như vậy Nhưng chúng ta thấy truyền vào Việt Nam 300 năm Nhưng mà những vị tăng uh, sĩ Ấn Độ Không chịu à, uh, uh, tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi cái văn hóa, cái tín ngưỡng của Việt Nam Cho nên là uh, 300 năm trời Phật giáo truyền vào Việt Nam không phát triển được Không phát triển được Mà sang đến tận uh, cuối thứ nhất Đầu thứ hai sau công nguyên đến lúc ấy mới có một vị thiền sư đó chính là ngài khâu đà la người ấn độ truyền bá phật giáo từ ấn độ đi theo đường biển vào việt nam và ngài sang tới việt nam ngài tìm hiểu và thấy được rằng cái văn hóa cái tín ngưỡng cái phong tục tập quán của người dân việt chúng ta lúc bấy giờ là rất tin vào các vị thần thần linh tin vào các vị thần thánh các vị anh hùng dân tộc vân vân và đặc biệt là người dân việt nam chúng ta lúc bấy giờ là phần lớn là đều sinh sống vào nghề nông nghề làm nghề nông nghiệp mà làm nghề nông thì cần phải có mưa thuận gió gió hòa thì mới được mùa màng bội thu của các quý vị Đấy. chính vì vậy cho nên á, ngày thiền sư khâu đà la kết hợp với thái thú sĩ nhiếp có lẽ là một vị thái thú được người dân việt chúng ta yêu mến nhất sau khi chết còn được người dân việt lập đền thờ cho đến gì 2.000 năm nay dân vẫn lập đền lập miếu để thờ phụng đàng hoàng chứ không coi thái thú sĩ nhiếp như là một kẻ gì một kẻ giặc áp bức đồ hộ dân tộc việt nam chúng ta Đấy, duy nhất trong lịch sử phương bắc cử người xuống thì à, thống trị đất nước việt nam chúng ta ngày xưa là gần một là cho cứ chồng một nghìn năm đi một nghìn năm bắc thuộc nhưng tất cả các vị thái thú phương bắc cử xuống cai quản và à cai trị đất nước việt nam chúng ta lúc bấy giờ duy nhất có một vị thái thú được người dân việt nam chúng ta sau khi chết được người dân việt nam gì lập đền thờ cho đến bây giờ đấy tức là cái vị thái thú đó gì mặc dù là người phương bắc à, nói là người phương bắc nhưng mà cha ông là người phương bắc bố mẹ là người phương bắc nhưng mà à bố là người phương bắc nhưng mà mẹ là người người việt À, cho nên mà lại thái thú lại sinh ra ở Việt Nam chúng ta và lớn lên Việt Nam chính vì vậy cho nên ngài có hai dòng máu bố phương Bắc nhưng mà mẹ lại là người người Việt à, mà đặc biệt là ngài sinh ra ở người Việt cho nên thấu hiểu được cái văn hóa cái phong tục tập quán và tình cảm của người Việt vì vậy mà khi lớn lên đi thi đỗ làm quan à, thi đỗ lúc đó là triều đình ở bên bên bên, bên phương Bắc lúc đó là Việt Nam chúng ta đang thuộc cái thời Tam Quốc trong Tam Quốc diễn nghĩa đó. thì Việt Nam chúng ta lúc đó đang thuộc một gì một quận của nhà nhà Ngô do vua Ngô Tôn Quyền làm chủ học về lịch sử chúng ta thấy điều đó không ngờ là ông sư mà ông biết lịch sử ghê nhỉ <laughs> đấy trở lại nói một chút về lịch sử để chúng ta thấy được à, thầy dẫn chứng như thế để chúng ta gì vừa là mở mang vừa ôn lại lịch sử của dân tộc thầy nghĩ rằng không phải mấy người chúng ta ở đây ai nhớ lại cái lịch sử đâu mặc dù có khi xưa đều học hết rồi nhưng mà dần dần mấy chục năm dán là nhấm hết rồi đúng không dán nhấm hết rồi <laughs> thì để tiện đây nói luôn chúng ta nhớ lại đó lúc đó đất nước chúng ta là một quận của nhà Ngô Ngô tôn quyền gì bổ nhiệm Thái thú sĩ nhiếp người uh, gốc gì gốc Hán, Tới bố là người Hán mà gốc Hán và mẹ là người Việt có nghĩa là người này là gì người Lai cả hai dòng máu giữa người Hán và người người Việt và đặc biệt có thể chính vì xuất phát như vậy cho nên đó, Thái thú sĩ nhiếp lớn lên ông tiếp thu đó, cả cái nền văn hóa phương Bắc và cái văn hóa của phương Nam tức là cả Trung Quốc và Việt Nam chúng ta kết hợp vào với nhau vì vậy mà lớn lên á, khi ra làm quan ông coi coi cái người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ giống như là quê hương của mình vậy chứ không coi là cái nơi để cho ông ta áp bức và thống trị cho nên ông lo cho dân Vì vậy mà ông Thái Thu Sĩ Nhiếp Trong lịch sử Việt Nam của chúng ta Nói rằng thì ông là người đầu tiên Dạy cho người Việt chúng ta Biết đọc, biết viết và biết thi thi cử đó còn trước đó chưa có nhé từ thời an dương vương á, trở về trước của tám mười tám đời vô hùng là gì việt nam chúng ta chưa có chữ viết đấy mà chỉ có văn hóa truyền gì truyền khẩu mà thôi đấy văn hóa truyền khẩu mà thôi cái này chúng ta không có lạ mà không xấu hổ gì cả ấn độ chúng ta thấy đến thời đức phật xuất thế đấy cũng đã có đi đã có chữ viết đâu mà mấy trăm năm sau mới có chữ viết ba trăm năm sau đức phật nhập niết bàn ba trăm năm sau mới có chữ viết cơ mà <laughs> đấy trung quốc họ có chữ viết đó, sớm hơn sớm hơn cả ấn độ sớm hơn cả việt nam chúng ta đến mấy trăm năm cho nên là thái thú sĩ nhiếp dạy cho dân biết chữ biết đọc biết viết và từ đó thì bắt đầu chữ viết mới thịnh hành nhưng rất tiếc lúc đó chúng ta thì còn đang là một mình nói nôm na là một tỉnh thuộc bắc thuộc cho nên chúng ta đều phải học chữ hán không chỉ lúc đó mà một nghìn năm sau chúng ta vẫn phải học chữ gì? Chữ Hán các quý vị. Đấy. Nhưng mà cũng may mắn cho đất nước Việt Nam chúng ta tuy bị đô hộ nhưng không bị đồng hóa. Hàng nghìn năm bắc thuộc nhưng người dân Việt Nam chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc, cái văn hóa riêng của Việt Nam chúng ta. Chúng ta không hoàn toàn theo gì? Theo tàu hóa hết đâu các quý vị. Theo Hán hóa hết đâu các quý vị. Đây là cái niềm vinh dự mà cả thế giới bây giờ họ phải đều công nhận kể cả mỹ vừa qua tổng thống mỹ vừa qua sang thăm việt nam về mà thì họ có rất nhiều những bài báo ở mỹ viết là việt nam là một quốc gia không khuất phục trước bất cứ kẻ thù bất cứ kẻ thù nào và họ có nói rằng việt nam đã trải qua nghìn năm bắc thuộc nhưng mà không bị khuất phục nhà hán rồi các triều đại phương bắc tìm mọi cách để đồng hóa để à, để bẹp cái ý chí độc lập và tự chủ của Việt Nam chúng ta, của Đại Việt chúng ta, nay là Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm nhưng không làm được. Để đến các chính khách của Mỹ cái thế kỷ 21 này còn phải gì? phải thốt lên những lời như vậy. Mà quả thật là như thế các quý vị. Cho nên thầy mới nghĩ rằng là không phải ngẫu nhiên mà người Việt chúng ta lại lập đền thờ Thái Thú Sĩ Nhiếp đâu vì thái thú là người lo cho dân chứ không bóc lột dân dạy cho dân cái chữ biết đọc biết viết dạy cho dân những cái tinh túy những cái văn hóa tốt đẹp nhất của người hán lúc bấy giờ kết hợp với cái văn hóa và cái lòng yêu nước của người dân việt chúng ta dần dần tạo nên một cái nét đẹp riêng cái lối sống này cái lối sống riêng và có một cái đặc biệt của Thái thú sĩ nhiếp làm được cho dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ thôi cứ nói dân tộc Việt Nam cho dễ hiểu dễ nhớ nhưng mà dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ chứ không phải bây giờ bây giờ tức là tức là gần 2000 năm trước đúng không à, vào cuối thế kỷ thứ nhất đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên cuối đấy thái thu sĩ nhiếp chính là cái người đầu tiên cho xây dựng chùa chiền ở tại việt nam mà không chỉ xây một cái ngôi chùa nho nhỏ đâu mà xây hẳn một cái trung tâm phật giáo mà trung tâm phật giáo đó chính là trung tâm phật giáo lui lâu mà nay gọi là chùa dâu đó ai các phật tử này có ai ở bắc ninh bắc giang không có ai ở bắc ninh không có không giơ tay xem nào à, có không ạ à? có đây có mấy phật tử bắc ninh có ai đã đến chùa dâu cho giơ tay xem nào đó à, cảm ơn các phật tử khá nhiều đấy một niềm tự hào của đại việt chúng ta và nay là việt nam chúng ta cái trung tâm phật giáo lý lâu còn có trước cả trung tâm phật giáo ở lạc dương trung quốc cả trăm năm trời đó. phật giáo truyền vào việt nam chúng ta thì có trung tâm phật giáo rồi trung quốc lúc đó vẫn chưa có phật giáo mà hàng trăm năm sau thì hàng trăm năm sau thì phật giáo mới truyền vào ở trung quốc bằng con đường do hai vị thiền sư là ngài trúc pháp lan và ca diếp ma đẳng truyền vào cái thời hậu hán bên Trung Quốc, do vua Hán là linh đế lúc đó đang trị vì, tức là thời à, thời đó này chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có Phật giáo rồi trước cả, cả bên Trung Quốc, thì chúng ta thấy là Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta nghiên cứu xem lúc đầu Phật giáo truyền vào Việt Nam á ba bốn trăm năm rồi mà các sư truyền vào Việt Nam Ấn Độ truyền vào Việt Nam Phật giáo về nó ba bốn trăm năm nhưng không phát triển được không có chùa và đồng thời cũng là không có gì không có tín đồ theo Đó. mà các vị sư ở Ấn Độ chỉ đi theo các đoàn thương buôn và làm lễ cũng như là giảng pháp và gieo duyên cho các vị thương buôn người Ấn mà thôi chứ không thể vào được cái văn hóa của Việt Nam vì cái văn hóa của Ấn Độ khác với văn hóa của Việt Nam cái phong tục tập quán của Ấn Độ khác với phong tục tập quán của Việt Nam Mà Việt Nam chúng ta Chúng ta biết con người Việt Nam chúng ta Nói bướng không phải là bướng Nhưng cái gì cần học, cần tiếp thu Chúng ta còn phải Nó còn phải trải qua một thời gian tiếp biến Và nó trải qua một cái thời gian giao thoa Tiếp biến và chúng ta còn phải xem xét xem, xem Nó có đem lại lợi ích cho dân không đấy đem lại lấy gì cho nước không đã thì khi đó mới, mới cho tồn tại chứ không phải là đùng một cái có một cái là dân chạy ầm ầm để theo đâu nó còn phải một thời gian đã xem xét khi đó chúng ta thấy là thiền sư khâu đà la ngài thấy được rằng cái văn hóa của việt nam nếu mà chỉ đem giáo lý thì tứ diệu đế nếu mà đem Phật pháp vào mà truyền bá giáo lý tứ diệu đế vào ngay dân nó không tin. Đem bát chính đạo, đem 37 phẩm trợ đạo hay đem lục độ vạn hạnh vân vân vào để truyền à, bá cho người dân chắc chắn nó không theo. Và cụ thể là Ba bốn trăm năm trời các bậc tiền nhân, các vị thiền sư từ Ấn Độ sang đều thất bại, không ai truyền được. Cho nên Ngài mới nghiên cứu văn hóa phong tục tập quán của người Việt Nam họ thờ kính cái gì họ kính trọng cái gì họ mong muốn cái gì à, ngài thấy là người dân Việt Nam chúng ta thì phần lớn là làm người nông cho nên đến thời Bác Hồ Bác Hồ còn xếp là, là gì sĩ nông công thương đúng không sĩ là hàng đầu xong rồi đến gì nông là thứ hai À, đến hàng nghìn năm sau mấy gần hai nghìn năm sau vẫn gì vẫn uh, nghề nông vẫn gì vẫn là đặt uh, thứ hai sau sau sĩ sĩ tức là chỉ cho những tầng lớp trí thức mà đi học ra làm quan đó. những người lãnh đạo tầng lớp tinh hoa của đất nước đó gọi là sĩ sĩ xong đến nông nông xong mới đến gì đến công à, công xong mới đến gì thương <laughs> sĩ nông công thương thương là người làm nghề buôn bán, buôn bán ngày xưa còn đặt vào cuối cơ. Đúng không? Công tức là làng, các làng gì? Các làng nghề. Các làng nghề như là nghề mộc, nghề, nghề à, làm gốm này, nghề à, chạm khắc, nghề à, dệt, nghề à, tơ lụa vân vân. Đấy, vân vân, đó là làng nghề đấy, sĩ, nông công thương. À, nhưng bây giờ chúng ta thấy thế kỷ 21 này thì nông thì lại xuống đi. Đặc biệt miền Bắc chúng ta nghề nông bây giờ xuống cuối cùng mất rồi Ruộng bỏ đầy có cấy đâu Các vị xem mà xem Cấy một xào ruộng 3-4 tháng, 4 tháng mới được gặt Một xào ruộng được khoảng 2 đến 3 tạ lúa Nếu mà tính ra từ thuê Thuê cày, thuê bừa, thuê à, làm cỏ hay thuê gì gì đó chẳng hạn thì có khi còn lỗ Cho nên họ đi làm thợ xây hay thợ mộc một tháng thôi một tháng ít nhất cũng được 8 đến 10 triệu. Đấy là chỉ cho thợ đi phụ thợ vừa mới làm. Đó. Còn thợ cứng tháng là 12 đến 15 triệu. Thì bây giờ gạo thóc bao nhiêu? Thóc bây giờ đến 80 hay đến 10 không? Không đến đúng không? Gạo bây giờ mới có 13, 14, 15 gì đấy đúng không? Có phải không? tức là một tấn một tấn gạo mới là 10 triệu gì đấy mà phải không ờ thì thôi cứ cho là mười mấy đi <laughs> cái cho mười mấy đi đấy một người đi làm thợ xây hay làm thợ mộc ở thành phố hay kể cả nông thôn này một tháng họ có được cho là 8 đến 10 triệu thì cứ lấy 8 triệu đi bình quân 8 triệu 8 triệu họ đã được bao nhiêu tả thóc rồi Bao nhiêu? Được gần tấn thóc Một tháng một người mà gần tấn thóc Còn làm nông nghiệp với một xào ruộng Mà bốn tháng trời mới được có khoảng Hai đến hai tạ rưỡi đến ba tạ thóc Có nơi còn không được Ví dụ như đồng quanh quanh khu vực sân đông đây Một xào chắc chỉ được khoảng Tạ rưỡi chỗ nào tốt lắm được hai tạ thôi vì nó cái vùng này nó không như là cái đồng ở dưới mạng là Thái Bình hay là Nam Định hay là Ninh Bình. Đó hay là như ở trong miền Nam cái ruộng lúa đây đây mà tốt lắm thì được khoảng hai tạ đây là được mùa đấy còn không thì chuột ăn rồi sâu bọ rồi các thứ được tạ rưỡi tạ bảy là cùng trong quê thầy thì được khoảng tạ đó quê thầy trong hòa bình mà xào thì được khoảng tạ có khi xào thì được sáu bảy chục cân vì sao vì nó gần rừng nó lúa nó không tốt nó lốp hết bón phân nhiều thì nó lốp mà không bón phân thì nó lại lại còi lại cằn khổ thế đấy đấy ngài xem uh, khâu đài la thấy người dân việt nam chúng ta phần lớn là làm nghề nông mà nghề nông thì cần cần uh, muốn mùa màng bội thu thì phải cần phải mưa thần gió gió hòa cho nên uh, ngài thấy thì đã thế thì uh, ngài uh, cho xây dựng uh, tạc lên bốn pho tượng đó là tượng phật pháp vân tượng Phật pháp vũ tượng Phật pháp lôi và tượng Phật pháp gì pháp điện pháp vân là gì tượng Phật pháp vân là tượng Phật làm làm ra gì vân có nghĩa là mây muốn có mưa thì trước tiên phải có gì có mây pháp vân pháp vũ là vũ là mưa có nghĩa tượng Phật làm ra là mưa tượng Phật pháp lôi pháp lôi là gì Lỗi là gì? Lỗi là ầm 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 oang một cái. Thế là sấm thần gì? Thần sấm tức là tượng Phật làm ra ra sấm, Phật làm ra sấm. Tượng Phật pháp điện, pháp điện có nghĩa là nhòng 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 ở trên trời ấy, sáng rực lên là cái gì? Chớp. Đó, tượng Phật làm ra chớp à muốn có mưa thì trước tiên phải có gì có gió có mây có gió và có sấm có chớp xong thì mới có có mưa vì vậy mà chúng ta thấy cụ tổ cho tạc ra bốn cụ phật không tạc cụ phật thích ca không tạc cụ phật di đà mà tạc ra bốn cụ phật có cái năng lực đem đến gì đem đến mưa thuận gió hòa cho người dân à cho nên mỗi khi mà trời hạn hán không mưa lâu lâu ngày không mưa thì uh, thiền sư khâu đà la lại uh, bảo với thái thú sĩ nhiếp là phải ăn cháy 7 ngày hoặc ăn cháy 21 ngày sau đó mới để tắm rửa sạch sẽ áo mão cân đai uh, chỉnh tề đắp một cái đàn cái đàn cao lên và lên đó thắp hương uh, lại Phật với lại trời lại đất, à, sau đó kính cáo với gì thiên địa trời đất thần thánh vân vân đến khi đó thì thiền sư mới lên đàn để làm lễ tụng kinh để cầu cầu mưa. Hay thay thì cứ cứ mỗi khi mà thiền sư lên đàn cầu mưa thì trời đang hạn hán đang nắng nóng thì mưa thật mưa đủ nước rồi sợ ngập lúa ngập hoa màu sợ vỡ đê thì lại lập đàn để cầu cầu trời quang mây tạnh cầu lên cầu một cái thì liền trời quang mây tạnh ngay đấy là do cái đức của của thiền sư và do sự giá trì của tam bảo vậy cái đức của thiền sư lớn thì có thể cảm lời khấn nguyện lời cầu nguyện của thiền sư có thể cảm được trời đất quỷ thần và thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần và đặc biệt là là các vị thần mây thần mưa thần sấm thần chớp vậy giống như trong kinh địa tạng đức phật nói về thần sông thần ngoài thần biển thần sông cái thần sông con thần lúa thần mạ thần đất thần đá cơ mà đúng không đấy chúng ta thấy xuất phát từ đấy cho nên người dân việt nam chúng ta lúc bấy giờ bắt đầu là tin tưởng vào Phật Pháp. Lúc đó họ mới bắt đầu đi tới gì? Tới chùa. Ba, bốn trăm năm trước có ai tới học với các vị thiền sư Ấn Độ sang đâu. Nhưng tới thiền sư Khâu Đà La thì khi đó cái vị thái thú là người đứng đầu cai quản quận giao chỉ chúng ta lúc bấy giờ là thái thú sĩ nhiếp tin Phật cho nên cho xây xây chùa gọi là chùa dâu đó sau này gọi là trung tâm phật giáo lý lâu đó các quý vị đã xây dựng chùa chiền và rồi không chỉ một chùa đâu mà sau này còn xây đến gì đến mấy chục ngôi chùa nữa thái thú sĩ nhiếp cả cuộc đời của ngài còn cho xây được mấy chục ngôi chùa cùng với thiền sư để đi hoàng pháp giáo hóa độ sinh nhưng có bốn ngôi chùa thờ bốn vị gọi là tứ pháp đó Phật tứ pháp, pháp vân, pháp vũ, pháp vũ, pháp điện đó là gì? là lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Đấy, bắt đầu Phật giáo được phát triển từ đấy từ đấy cho đến sang hàng trăm năm sau, hơn trăm năm sau thì lúc đó lại có một thiền vị thiền sư người bố ấn mẹ Việt đó thiền sư Khương Tăng Hội là xuất gia lúc đó mới dịch kinh sách mới đem Phật pháp truyền bá sang kinh đô lúc đó là kinh đô là bên nhà Ngô đó truyền bá cho vua Ngô tôn quyền biết về Phật pháp à, chúng ta thấy Phật giáo vào có phải tự nhiên ngày một ngày hai mà người Việt chúng ta tin và theo ngay được đâu hay là có thể đem giáo lý tứ diệu đế hay là bát chính đạo hay là lục độ ba la mật mà truyền bá ngay được đâu phải lòng vòng chán các quý vị ba bốn trăm năm sau mà phải đến thiền sư khâu đà la tìm ra cái phương tiện đó là gì dân việt đó làm nghề nông muốn mưa thuận gió hòa tổ có thể gì lên tụng kinh và chỉ trời trời mưa chỉ trời chỉ đất đất tạnh được các vị thiền sư, ngày xưa các cụ tu hành ở chứng đắc thánh quả, các cụ có thể hô mưa gọi gió là chuyện bình thường. À, như là Ngài Tuệ Viễn hoặc là Ngài Liên Trì Đại Sư chúng ta thế. Ở Trung Quốc lúc bấy giờ là trời hạn hán, cả năm không mưa, hạn hán nứt đất đất đai nứt toác hết ra, hạn hán đến mức độ như thế. Ngài đi xuống, này Ngài gó mõ Ngài đi đến đâu, này gó mó, Ngài niệm Phật, không cần lập đàn tràng, không cần gì cả, cũng không cần phải tụng kinh luôn. Ngài cứ vừa gõ mõ vừa Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật ngài đi đến đâu trời mưa đến đấy. Đi đến đâu trời mưa đến đấy, mưa đủ nước vào cái mà cái để à, nhân dân đến thỉnh ngài là đủ nước rồi thì ngài dừng tụng kinh một cái dùng niệm dừng niệm Phật một cái dừng tiếng mõ, dừng tiếng niệm Phật một cái trời ngớt trời quang mây tạnh hết mưa ngay. <laughs> À, chúng ta thấy Phật pháp nó cũng có nhiều những cái sự gì, à, sự linh nghiệm bất khả tư nghị như vậy. Hôm rồi có một bác lãnh đạo cấp cao của nhà nước đến lễ Phật và nói rằng, con theo dõi và nghe thầy giảng từ năm 2012 đến nay, cán bộ cấp cao đấy nhá, ủy viên Trung ương Đảng. Ấy. Con theo dõi thầy giảng từ năm 2012 đến nay. Con nghe rất nhiều bài giảng của thầy, gần như bài giảng nào của thầy con cũng nghe. Và con thấy có một cái điều đặc biệt từ năm 2012 tới nay thì gần như tất cả những cơn bão lớn đều không đổ bộ vào miền Bắc. Các vị chiêm nghiệm lại mà xem. Trước đó bão lớn bão nhỏ ít nhất một năm cũng phải mất gì mất ba uh, bốn uh, cơn bão lớn đổ bộ vào các tỉnh uh, miền bắc chúng ta nhưng từ đó đến nay có những trận bão đảng nhà nước chính phủ lo sốt vó lên cử hẳn thủ tướng uh, phó thủ tướng uh, đi tận nơi để thị sát uh, để chuẩn bị chống bão nhưng nó vào gần tới biển và cái nó lòng vòng lòng vòng thế nó sang bên Trung Quốc thế là hết <laughs> hoặc là gì hoặc là có những trận vào và dự kiến vào Hải Phòng Quảng Ninh thì lòng vòng gần tới biển và cái nó cứ men men bờ biển thế là vào tới miền Trung cái thành áp thấp nhiệt đới thế là mưa rộng hết ai dự mấy cái pháp hội lần trước chúng cái đợt cái cơn bão gọi là thế giới gọi cơn bão hai ma hay là hima gì đó đúng không cơn bão Philippines nó chết rất nhiều Dự kiến vào Việt Nam chúng ta còn mạnh cũng chẳng kém gì khi vào đổ bộ Philippines Hôm đó chúng ta đang có Pháp hội Trung Phong Thế buổi chiều tối hôm đó Buổi sáng hôm đó thì lễ thầy nói mọi người có cùng hướng tâm để gì Cầu nguyện cho bão gì Cơn bão vào tới đất liền Việt Nam chúng ta nó giảm đi hoặc nó suy yếu Hoặc nó không vào Việt Nam chúng ta Đúng không? cái bài giảng đấy như vẫn còn trên mạng đấy nó vẫn còn đấy và các vị tất cả cùng hướng tâm để cầu nguyện và đặc biệt là gì hướng tâm cầu nguyện đức quán thế âm bồ tát vì đức đức quán thế âm bồ tát ngày làm chủ của của biển gì biển nam hải cho nên là cầu ngài gia trì cho thế mình chỉ biết cầu ấy thôi đến tối hôm đó có một thầy đang ngủ trên phòng gần 12 hai giờ cứ nghe cái tiếng ầm ầm ở dưới cái nhà khách dưới, ngày đó chưa có đại tượng còn, còn ở nhà tổ trước cửa đại tượng chỗ cái, cái 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 lán để tượng ngọc tạm bây giờ gần 12 giờ cứ nghe ầm ầm ở dưới nghe người chạy ra chạy vào cứ lục thoa lục thụp dưới. thế là thầy mở cửa để dậy xuống xuống thấy khổ bốn năm cháu sinh viên đi lên làm chấp tác đó đi lên viết sớ về lên à, à, nấu cơm làm công quả đó bốn năm cháu sinh viên có gì đâu tối các cháu ra đi ngủ ở đây rồi ngủ đây rồi nhưng mà các cháu nhìn thấy lên trên này nhìn thấy mọi người có người có người gõ mõ tụng kinh và lễ phật ở trên trên này này à, các cháu nó ngủ ở dưới mà gần 12 giờ mà thế là các cháu ngủ đây tắt hết điện rồi để một hai cái bóng điện trên này thôi lại nhìn thấy người lễ phật là nghe tiếng chuông tiếng mõ tiếng niệm phật trên này các cháu nó mới phải lên lên xem à, nó lên gần tới nơi thì lại không thấy ai đâu nó xuống nó gọi thêm uh, mấy đứa lên mấy đứa lên một cái lên tới nơi không thấy ai ở dưới kia thấy đầy người lấy vật ở đây nhưng mà lên tới nơi không thấy ai không phải một đứa thấy mà ba bốn đứa đều thấy cả à, lên gần tới nơi khoảng độ cái máy quay nhìn lên đây không thấy ai mà cái bắt đầu nó mới sợ quá nó sợ quá bắt đầu nó bảo là ma cho nên nó chạy xuống đấy ở nguyên, nó chạy đấy, chạy xuống đấy tới một cái thì có một cháu nam, một cháu là nam bị các cụ gá vào hay sao ấy nhìn thầy lúc thầy xuống thì thôi thấy ba bốn sư cứ đang lừa đấy rồi <laughs> đang đi lừa đang đi lừa đấy thì thầy xuống thì nghe các sư bảo thầy hỏi có cái gì đấy mấy sư bảo cái trường hợp này bị con quỷ nó nhập thế mà quỷ là thế nào quỷ hay vong thế nào nó, nó xưng là nó là quỷ nó xưng là nó là quỷ thế mọi người mới nói ra rằng đến đây tham dự pháp hội thì có phật bồ tát gia trì tại sao quỷ lại vào được nó bảo là phật thì từ bi bồ tát thì ra ra biển đông chống bão hết rồi nó bảo thế nó bảo Bồ Tát ra biển đông chống bão hết rồi cho nên nó không sợ. À, thế lúc đó thì mình xuống, thôi. đấy đấy là các sư kể lại là như thế. À, mấy vị sư đang lừa nó, nó bảo là Phật Bồ Tát ra trì thiên long bát bộ ra trì, nó bảo Phật thì tử bi, nó không sợ. Phật thì tử bi, còn Bồ Tát đi ra biển chống bão hết rồi, à, cho nên là nó không sợ. Thế thầy xuống, bắt đầu thầy bảo lấy cái ghế đây. Lấy ghế ra thầy ngồi, thầy ngồi thì không nói gì một chút và cứ để để xem nó làm trò gì, nó phán này, phán nọ, phán kia. Rồi nó lúc thì khóc, lúc thì cười, à, rồi mắt nó thì đỏ ngầu hết lên, à, người thì nó tái nhợt hết lại, cái khổ cái cậu bé. Mấy đứa đi cùng, mấy đứa lên đi cùng thì đứa nào cũng sợ à, hết vía rồi nằm, đứa thì nằm gục, à, sợ quá nằm co, à, tròn ra đắp cái chân rồi. À sợ quá không dám nhìn mình xuống thấy bốn năm cháu như thế mình cũng thương ngồi khoảng độ tầm năm bảy phút nhìn xem nó hành động thế nào bắt đầu thầy mới gọi là này quỷ ở phương nào đến đây thầy nó cười khinh khách nó bảo ạ ở xa lắm thế hỏi thế, thế đến đây làm gì nó cứ cười nó không nói gì thầy nó biết nơi đây, đây là đâu đây là cái nơi đạo tràng thanh tịnh. Thầy mở ra để cho mọi người tu nhân tích đức hành thiện. Nay các vị đến đây không lo tu nhân tích đức hành thiện, lại còn làm những cái chuyện thần kỳ quỷ quái, khuyến hoặc mê tín dị đoan, làm náo loạn lòng người như thế, không sợ bị nhân quả hay sao nói cho một chút bắt đầu thế nó dần 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 nó không dám cười nữa bắt đầu lại chắp tay lên nghe nói cho khoảng 10 15 phút bắt đầu là thôi khóc dưng rức ra bắt đầu là xin gì xin lỗi thế thầy hỏi là tại sao đến đây mà là còn phá phách như thế bảo trêu thôi trêu gì trêu các em nó thôi thế là thầy bảo là làm sao mà trêu được vì ở đây không thấy có ai Cho nên trêu Không thấy có ai nghĩa là sao Ý là nó nói là gì Bồ Tát và các vị đi ra ra biển đông để trông bão hết rồi cho nên là nó gì nó bảo phật thì từ bi cho nên bồ tát ra biển chống bão hết rồi cho nên là nó gì nó mới trêu thầy mới nói là cho dù không có ai cũng không được làm như thế không có ai là không có ai thế nào Tôi ngồi đây sờ sờ ở đây không có ai là thế nào Tôi là chủ trì ở đây mà Tôi phải chịu trách nhiệm tất cả mọi việc Từ với việc lớn đến việc nhỏ Từ việc tâm linh cho đến việc Thế gian pháp luật quốc gia nhà nước đây mà Làm sao không có ai là thế nào Nạt cho một tí bắt đầu là quỳ thụp xuống là Thôi sám hối Thế là mắng cho một tí nữa Xong là thuyết cho một tí nữa Thế là thôi, thôi đi ra mai đi lên Quy tam bảo lễ Phật hội trì Phật Pháp ngoan như con cún Thế là xong cái gì đâu Đấy. À nên chúng ta thấy thế giới có nhiều những thứ chúng ta không dùng bằng mắt thường để mà biết hết được đâu các quý vị thầy cũng không để ý đâu hôm hôm rồi cái bác lãnh đạo lên lễ thì bác ấy nói thầy mới chiêm nghiệm lại quả thật là đúng mấy năm nay ở miền bắc chúng ta là những cơn bão lớn gần như vào tới nó biến thành nhẹ hoặc là nó không làm tổn hại đến nhiều đến người dân. Từ khi mà tổ chức các Pháp hội lớn và đặc biệt là gì? từ khi mà các Phật tử và nhân dân phía Bắc chúng ta đâu đâu cũng tụng kinh địa tạng. Không biết là mấy trăm ngàn quyển kinh địa tạng đến với các Phật tử các tỉnh, thành phía Bắc chúng ta rồi, nhiều lắm. À, cứ mỗi Pháp hội in 10, 15 000 cuốn là cũng hết sạch. Vừa qua đang cho in 30 000 cuốn, chắc khoảng hai Pháp hội là hết luôn tức là bình quân một tháng là ít nhất cũng phải 5.000 đến 7.000 uh, quyển kinh uh, địa tạng mà mọi người đến là thỉnh là thỉnh về để đọc tụng chứ không phải là chúng ta đem phát đem chia đâu nhé không phải làm quà biếu thì không biếu kinh sách thì không biếu ai cũng không đem uh, chia làm quà cho ai ai cầu pháp thì đến phòng uh, thông tin mà mà xin mà thỉnh thỉnh miễn phí không có mua bán gì cả ừ. chúng ta thấy có rất rất nhiều người gì? đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì có dạy thế nào nhỉ? Nếu ở đâu có tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm thì trong vòng 40 km vuông dịch ra tiếng dặm mới dịch ra khoảng 40 km vuông là không có những cái tai nạn gì, tai nạn lớn đặc biệt xảy ra. Mà có đi chăng nữa, nếu có thì mình thì cũng dễ thoát khỏi những cái cái tai nạn đấy thế là những người đọc tụng cũng thoát khỏi được những tai nạn đấy cho nên cái này là gì? thầy mới chiêm nghiệm lại thấy là cũng có thể là đúng thầy không dám khẳng định một trăm là đúng đâu nhưng cũng có thể là đúng thôi à, vì chúng ta cũng chưa thể làm được như lời phật dạy ở trong kinh chưa thể nhất tâm thọ chỉ đọc tụng được như lời phật dạy ở trong kinh cho nên chúng ta cũng không dám đòi hỏi là phải gì đúng một trăm mà là có thể thôi đấy. thì chúng ta đã làm được trọn vẹn lời phật dạy đâu mà đòi à, đúng được trăm phần trăm đòi khẳng định được cho nên thôi khiêm tốn thế thôi <laughs> đấy cho nên gọi là gì đấy gọi là phương tiện những phương tiện những quyền hóa mà chư phật bồ tát có thể ra chỉ cho trở lại bài cho nên thầy nói là gì là không phải là cái gì cứ phải phật nói mới là mới là là đúng còn cái gì không phải là phật nói không phải là đúng xin thưa các vị nếu mà cái gì cũng phải là phật nói thì uh, thiền sư khâu đà la ngày truyền bá phật giáo vào việt nam á, cái buổi ban sơ cho người dân việt chúng ta tin phật pháp và theo phật giáo á, chúng ta thấy đâu trong hệ thống kinh sách có cụ phật nào là phật pháp vân pháp vũ pháp đôi pháp điện đâu không có bốn vị đấy là bốn vị thần theo cái quan điểm cái quan niệm dân gian của chúng ta thần mây thần mưa thần sống thần chớp bốn vị thần đấy những cái cụ gì tạc bốn pho tượng như vậy để làm phương tiện để cho nhân dân gì dần dần có niềm tin nó đến chùa đã à, đến chùa đã trước tiên nó phải đến chùa nó mới giáo hóa được nó nó không đến chùa sao mà giáo hóa được đúng không đấy ví dụ như các phật tử chẳng hạn có một số phật tử lên đây không phải là vì nghe pháp đâu không phải lên đây vì cầu đạo đâu mà lên đây là để chữa gì xin thuốc chữa bệnh đấy. xin thuốc chữa bệnh nếu chư phật bồ tát mà không dùng phương tiện không gì không à, gia trì không độ ra chúng ta Thì xin thưa các vị nếu uống cái củ bạc hà với uống cái lá đu đủ mà nó cũng có thể chữa một được một số bệnh nhưng nó không thể không thể chữa được nhiều thứ bệnh như thế cho nên chính vì vậy mà một vị à, à, tu sĩ ở trong núi cấm an giang thầy ấy à, ngồi thiền ẩn cư trên núi ấy, khá nhiều năm nay rồi trong một hôm ngồi thiền định thì thấy là Bồ Tát Quán Âm dạy cho cái phương pháp gì cái bài thuốc này có thể cứu chữa được những cái căn bệnh đặc biệt là nan y bây giờ đó chính là căn bệnh ung thư cái củ bạc hà đây củ ráy này thì trước đây cũng có nhiều người biết uống rồi họ uống để chữa bệnh gút chữa một số các loại bệnh nhưng mà họ không biết kết hợp giữa lá đu đủ và và củ bạc hà kết hợp với ăn chay và kết hợp với gì vấn đề tâm linh đó ăn chay và tâm linh tức là niệm phật à, cho nên các cụ các thầy trong kia bảo là phải niệm phật ừ. vì các cụ các thầy phần lớn trong kia theo đạo phật giáo hòa hảo ừ. tức là cũng tu tịnh độ như chúng ta này phật giáo hòa hảo họ cũng niệm a di Đà phật cũng cầu sinh tây phương à, cũng tu theo như pháp môn tịnh độ chúng ta này cho nên có cái sự tương đồng à, cho dù cái tên khác nhau nhưng mà đồng chung một cái nguyện là cầu sinh tây phương cực lạc đây chính là gì? là phương tiện cho nên thầy mới bảo các quý vị là uống thuốc thì phải thứ nhất là phải phát nguyện ăn chay thứ hai là phải phát nguyện là gì niệm phật hoặc tụng kinh à, ăn chay là thứ nhất để gì để đoạn ác phóng sinh nhá làm phúc tức là gì tu thiện tùng kinh niệm phật tức là là gọi là trị từ cái gốc mình gọi là uống thuốc a giả -đà, đà đó qua thầy nói uống thuốc a giả -đà, đà kết hợp với gì với cái thuốc ở bên ngoài đó là củ bạc hà và lá đu đủ à, trong ngoài kết hợp với nhau chữa từ cái nghiệp cái gốc là, là cái nghiệp tức là tùng kinh niệm phật sám hối là chữa từ cái gốc của nghiệp còn uống cái thuốc bên ngoài bọn nữa trong ngoài kết hợp mình gọi nôm na đó là gì giữa tâm linh và và bài thuốc của dân gian kết hợp với nhau mình gọi là đông tây y kết hợp nôm na thế cho dễ hiểu thế là nhiều người tiêu nghiệp và hợp thuốc thì khỏi có khỏi thì các vị mới thì mới lên lấy thuốc có lên lấy thuốc thì tiền đây mới nghe được bài giảng về Phật pháp à, trong 10 người thì cũng có được vài người phát khởi tín tâm còn lại vài người thì ngủ gật từ đầu đến cuối có không có chứ thì khổ lắm à, đi lấy thuốc mà đi xin thuốc đi lấy thuốc mà cò kè thêm một bớt hai thế nào là cò kè thêm một bớt hai à đầu giờ chiều hôm qua hai rưỡi thầy ra có ngồi cái chỗ phát thuốc một chút để xem xem các phật tử chúng ta thế nào sáng thầy giảng thầy nói là à, phải xong à, tụng kinh sau cái thời khóa quyền thượng quyển chung xong ít nhất tụng xong cái thời đó chúng ta mới à, ra xếp hàng để xin lấy thuốc còn ai ở lại hoặc ai theo nốt khóa tối khóa quyền hạ nữa thì càng tốt còn ở xa thì có thể hết quyền thượng quyền trung thì chúng ta tầm 4 giờ bốn rưỡi xong thì chúng ta xếp hàng lấy thuốc chúng ta về là cũng vừa xem xem mọi người có chấp hành không nhưng có một số khoảng độ vài chục người ra thầy đã ngồi đấy rồi cứ xin thuốc để về Và nhà ở xa lắm ở đâu ở tận bên đông anh cơ ở xa lắm ở tận bên đông anh <laughs> có cụ thì bảo là ở tận dưới thái bình thế nghe thầy nói là thôi các cụ đã mất uh, buổi lên tới đây rồi thì chẳng mấy khi phật pháp nó là cái nhân duyên phật dạy là tụng một bộ kinh địa tạng mà nhất tâm á, sau khi xả bỏ báo thân cũng được trăm lần sinh lên quái trời đau đau lợi Thế nay cho dù chưa nhất tâm thì chúng ta cứ lấy khoảng 70% thôi Tùng hết quyền thượng, quyền chung Quyền hạ thì được khoảng 70 lần sinh lên quái trời đau lợi à, Đúng không? Thì thôi chúng ta tùng quyền thượng thì được 35 lần 35 đời Tùng quyền chung được 35 đời Thế là chúng ta tùng được hai quyền thì cũng được Sau cái xả bỏ báo thân Cứ tính cho là được khoảng độ bảy mươi đời chúng ta trừ không chưa nhất tâm đi thì cũng được năm mươi đời à, lấy một nửa thôi tụng hai quyển lấy một nửa rồi được 50 đoạn được năm mươi kiếp sinh từ luân hồi ở thế giới này sinh lên năm mươi kiếp lên quái trời lên cung trời đao lợi làm thần tiên làm thái tử làm công chúa của tam thập tam thiên thượng đế có phải là chẳng sướng hơn không hay ít nhất làm tiên tử tiên nữ ở trên coi ấy tuổi thọ một nghìn năm một ngày một đêm bằng một trăm năm mà thế gian chúng ta này mà chẳng sướng hơn sao khổ cái thế giới này làm gì cho nó khổ bảo như thế thôi các cụ chịu khó đi vào thì ít nhất thì lên tới đây rồi tiền xe cũng mất rồi ngồi thêm có hai tiếng đồng hồ tụng kinh có khó nhọc gì đâu cố thêm tí cho nó Mất buổi đi lấy cho nó có chút công đức để uống thuốc cầu Phật gia trì cho nữa. Thì tội nó bệnh nặng thì biến thành nhẹ nhẹ thì biết đâu lại được khỏi trong vòng một vài tuần. Nghe bảo như thế thì mấy cụ ở Thái Bình vào luôn. Mấy cụ Thái Bình nói là vào luôn. Còn hai ba cụ ở bên Đông Anh ấy, cứ ngồi lì ở đấy thôi. À, còn có cụ ở ngay dưới bến xe mỹ đình ở chỗ hà nội ấy. hai ba cụ cứ ngồi lì ở đấy thầy bảo các chú bảo các cụ vào tụng kinh đi chả nói cha rằng thì ngồi lì đấy ngồi cho đến gần 3 giờ vẫn thấy ngồi ở đấy thế được mấy cụ xong có mấy cụ thì dỗi thôi không cho thuốc thì thôi chúng tôi đi về à, thế là trả lại thế trả lại cái phiếu đi về thế mấy vị đấy bảo hỏi thầy có phát không thầy người ta có bệnh thì người ta phải đi có bệnh thì vái tứ phương người ta mình có lấy tiền người ta đâu mà sợ cái việc đó người ta uống ở đây các cụ các à, cư sĩ ở trong à, kia các à, thầy bảo cái này là thuốc này nó phải kết hợp với tâm gì tâm linh nó phải nhất tâm uống thì phải có cái niềm tin phải ăn chay phải niệm phật nữa chứ không phải nếu uống không thì người ta đi lên rừng mà lấy tội gì phải lên đây làm gì cho vất vả hoặc là bỏ tiền ra là đi bảo người ta mua cho một tạ thì về uống cả năm không hết. Làm gì lên đi xin để mấy cân làm gì. Thế tôi bảo là các cụ dối thì thôi kệ các cụ. Ấy. Người ta không đủ kiên nhẫn và một chút niềm tin và tam bảo Phật Pháp Thầy bảo vào tụng kinh còn không vào. dỗi dối thì thôi cho về cần cái gì đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Đây là cò kè thêm một bớt hai. Tính này không biết theo chúng ta hoài bao nhiêu kiếp số rồi đây. Đấy. Dành cho một thời gian nho nhỏ vài tiếng đồng hồ để tụng ở biến kinh để cho sám trừ nghiệp chướng báo chướng tội chướng oan gia trái chủ họ cũng hoan hỉ cho khi đó về chúng ta uống thuốc nó mới nhanh đỡ nhanh khỏi chứ nghiệp chúng ta tiêu thì phúc chúng ta sẽ thế vào đó thì chúng ta uống thuốc nó chỉ là cái lúc đó nó thuốc nó chỉ là cái phương tiện là cái thang nữa thôi là cái thuốc nữa thôi còn cái thang là gì là chúng ta gì tùng kinh như niệm phật sám hối nghiệp chướng hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và những người xung quanh chúng ta cũng như tất cả chúng sinh chúng ta có chút phúc báo có chút công đức đã khi đó chúng ta làm gì nó mới thành công được chứ chữa gì nó mới có thể khỏi được chứ Đấy, cứ muốn ăn sẵn Đấy, quen rồi ăn sẵn hay là có khi nghĩ là đi vào chùa lễ Phật rồi bỏ lên trên uh, ban hay là để vào hòm công đức năm chục một trăm rồi cho nên là nghĩ là như vậy là ngoan rồi. Phật đâu có cần cái đấy đâu, mà thầy cũng đâu có bắt chúng ta phải như thế đâu. Cốt là gì? lên chùa thành tâm lễ Phật. Thì nếu mà có tâm thì mua cân hoa quả, không thì thôi đến không được có sao đâu. Có điều kiện thì giọt dầu nén nhang, không có điều kiện thì lễ Phật không cũng được mà Là được rồi Đâu có cứ gì đâu Đấy, nó Xuất phát từ tâm ở chỗ đó thì Nếu nhất tâm thì sẽ ổn thôi đó Cho nên đó, chúng ta thấy Chư Phật Bồ Tát các ngài dùng phương tiện Nhưng phương tiện đó Chúng ta cũng phải gì? phải xuất phát từ cái tâm thành Xuất phát từ tâm thành mới mới được Cho nên đó, qua đây thì hôm nay thì cũng nhắc luôn chúng ta cố gắng cố gắng đây không phải cố gắng cho thầy không phải cố gắng cho các sư ở chùa này mà cố gắng cho chính bản thân mình mình lễ phật mình tụng kinh được biến nào để chúng ta được công đức tốt không thể nghĩ bàn được có người lại bảo con ở nhà con tụng suốt nếu ở nhà tụng suốt thì lên đây tụng làm gì thân cận người hiền thân cận chư tăng để làm gì nó khác nhau một trời một vực chứ cho nên trong kinh phân biệt xuất gia đức phật nói gì một trăm năm tu ở tại gia tinh tiến công đức thì không bằng tu một ngày xuất gia tinh tiến nhá đấy trong kinh phân biệt công đức chính từ kim khẩu đức Phật dạy đó tu ở tại gia một trăm năm tinh tiến không bằng xuất gia tu một ngày một đêm tinh tiến cho nên chính vì vậy đức phật mới dạy cho cái phương pháp gọi là À, các Phật dành cho các phật tử chúng ta đức phật mới các phật tử tại gia các vua chúa quan lại phật tử tại gia bạch với đức phật vậy người tại gia chúng con có cách nào để tu hành để được công đức lớn như người xuất gia không đức phật bảo có và đức phật dạy cho cái phương pháp gọi là bát quan trai giới các phật tử có thể tu tập theo pháp bát quan trai giới tức là giữ tám gì tám giới một ngày một đêm giống như người xuất gia không có khác thì công đức gì công đức bằng người xuất gia vậy. bằng người xuất gia vậy. tu hành một ngày vậy. Phật tử tôi đại gia giữ bát quan trai một ngày một đêm ở tại chùa cũng giống như những người xuất gia tu một ngày một đêm vậy. Nếu không công đức nó không khác như không 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 có sự khác biệt. Như thế thì đức Phật dạy vậy làm cái gì? Dạy như thế làm gì? Tại gia thì ngày nào chúng ta ở nhà chúng ta chẳng tu nhà mình, mình mình tu lúc nào thì mình tu khác nhưng ở chùa thì cả tháng mới có khóa tu mấy ngày thôi mà có phải chùa nào cũng có mở khóa tu chúng ta đâu chúng ta thấy cả cái miền bắc này đi tìm chùa mở khóa tu đó, được uh, trên uh, hai đầu ngón tay không ít lắm các quý vị à, chúng ta gặp được cái duyên thủ thắng đó mà không uh, chớp lấy thể cơ mà gọi là các cụ ngày xưa gọi là ăn mày chút công đức tam bảo, chút công đức của đại tăng của chư tăng và của đại chúng thì thật là phí cả một kiếp người vậy. cho nên thầy cũng muốn gieo duyên cho các quý vị đi lên xin thuốc ở vào những cái ngày có khóa lễ như thế này thì thầy cũng muốn gieo duyên cho các quý vị cái thứ nhất là lễ Phật xong để lên nghe một thời pháp câu được câu không cho dù cả tiếng hai tiếng đồng hồ có ngủ chẳng nhẽ ngủ từ đầu đến cuối sao đúng không chả có ai ngủ từ đầu đến cuối cả ít nhất cũng có lúc mọi người cười ồ hoặc mọi người vỗ tay cũng tỉnh một tí phải không tỉnh một tí ít nhất cũng được vài câu pháp nghe loạt vào loạt vào tai đấy chính là gì duyên đấy gieo duyên đấy gieo duyên vào trong trong tâm thức trong a lại ra của các quý vị đấy giống như đem một chút gì hạt giống tốt á bỏ vào trong túi áo các quý vị đem một chút châu báu đó, hạt châu vô giá bỏ vào trong áo của các quý vị giống như trong kinh pháp hoa gọi là gã cùng tử đó có người bạn gã cùng tử là cha với con còn ví như có người hai người bạn người thì rất giàu có người thì rất là là nghèo đi ăn xin hai người lâu ngày gặp lại nhau cái người bạn là giàu có trưởng giả kia thấy bạn của mình tại sao vì cuộc sống mà khổ sở như thế cho nên sau khi hai người ngồi uống rượu với nhau cái người bạn nghèo kia mới say không biết gì thì ông người bạn giàu kia mới có việc phải ra đi vì vậy lấy cái viên ngọc bảo châu vô giá để vào trong túi áo của người bạn nghèo của mình và dặn gia nhân rằng nếu người bạn nghèo của ta mà tỉnh dậy thì hay nói với à, à, bạn của ta rằng à, ta có việc à, gấp phải đi à, phải đi à, công việc à, gấp và dặn rằng à, có viên à, minh châu ta để sẵn à, vào trong túi áo cho bạn ta rồi cứ đem đi mà bán và đổi lấy tiền đi tiêu cả đời không hết nhưng mà cái người à, người bạn cái khi tỉnh dậy thì cái người à, hầu kia nó quên nói là gì là chủ của nó mới cho một cái viên minh châu vào trong túi của của ông, cho nên cái ông kia thì thấy biết là nghe tin là bạn mình có việc đi rồi thì à, cũng có tạm có quý mà nghĩ rằng thôi mình không ở đây làm phiền bạn mình nữa, cho nên là vì đó cũng à, ra đi. Nhưng vì cuộc sống nghèo khổ lang thang đây đó, lúc thì à, làm thuê à, quốc mướn, lúc thì à, à, công việc này nọ kia nhưng mà cuộc sống thì mấy chục năm sau vẫn à, nghèo túng vẫn không đủ ăn. Cho nên mấy chục năm sau gặp là cái người bạn thân giàu có Cái người bạn thân thấy là cái người bạn của mình vẫn đi làm thuê Vẫn nghèo rách, khô rách áo ôm như vậy Cho nên người bạn giàu cái mới hỏi Ô hay cái ông này Cái ngày đó, tháng đó, năm đó Hai người ngồi uống rượu với nhau Tôi đã để vào trong túi áo của ông cái viên gì Viên giả Minh Châu á Giá trị để ông đem bán đem đổi ông ăn uống tiêu cả đời cũng không hết mà sau nay ông lại gì lại đi làm thuê mà dây dưới thế này. Cái người bạn kia mới bảo là tôi có thấy viên ngọc minh châu nào đâu tôi có nghe ai nói gì đâu Người bạn giàu rõ ràng tôi đã dặn gì cái người hầu của tôi bảo ông rồi mà bảo bạn rồi mà người nghèo kia bảo là không tôi không nghe thấy người hầu của bạn nói gì với tôi cả thế người giàu bảo thấy cái chiếc áo đó bỏ đâu rồi và chiếc áo đó tôi vẫn bỏ trong góc nhà tôi vẫn bỏ trong cái góc nhà để trong cái đống rẻ vụn đấy và thế ông về ông ra tìm trong đấy không Quả thật ông kia về thấy gì? Thấy trong cái túi áo bẩn để trong đống á, rẻ rách kia một viên ngọc dạ Minh Châu á, đem bán đổi á, vô số á, được vô số tiền là tiêu cả đời không hết vậy, dùng cả đời không hết vậy. Đấy là dụ cho gì? Phật dụ cho gì? Đấy dụ cho gì? Hiểu không? Cứ không có hiểu khối thế. <laughs> hiểu. <cười> vừa nói xong như thế mà ai mà hiểu được ngay thì phải nói là là bậc gọi là căn cơ gọi là khá đấy thế hiểu thế nào mọi người hiểu hết không đấy thầy ở trên này nhìn xuống vào mắt mà mắt với cái thế đơ đơ này vẫn chưa hiểu gì rồi <laughs> nhìn vào cái đơ đơ đặc biệt ở xóm bên dưới cái đơ đơ lần đầu tiên đến chùa lần đầu tiên nghe giảng mà bảo hiểu được cái ý này thì thì các cụ chính là Bồ Tát tái lai các Phật tử là Bồ Tát tái thế <laughs> chứ không phải phàm phu học đạo nữa rồi thầy tụng kinh về đến 20 năm mới có hiểu được ý này đấy thì thầy lấy một cái ví dụ nó đơn giản nó dễ hiểu thôi đấy hôm nay các quý vị đến đây mặc dù đến để xin thuốc nhưng mà gặp vào cái thời pháo thoại và thời tụng kinh các vị lên đây nghe giảng cho dù là có nghe được từ đầu đến cuối hay là buồn ngủ quá vì chúng ta nghe nó chưa vào lần đầu tiên nghe phật pháp nó đã vào được đâu nó không vào đâu các quý vị nó khó lắm cho nên nghe mà không vào thì con ma ngủ nó sẽ dẫn chúng ta đi nó đi từ chỗ này đến chỗ khác đi từ chỗ khác đến chỗ kia Đấy là cái... nhưng mà hai tiếng đồng hồ thầy nghĩ là hai tiếng đồng hồ hơn hai tiếng thì chắc chắn sẽ không ngủ từ đầu đến cuối thế đâu cũng có lúc là gì nghe người ta vỗ tay nghe người ta cười giật mình tỉnh dậy nghe được vài câu đấy vài câu đấy chính là chính là viên ngọc châu vô giá mà thấy rót vào trong trong tâm khảm vào trong a à, lại ra thức của các quý vị và một kiếp nào đó mà khi các quý vị đầy đủ duyên lành gặp các bậc thánh tăng chư phật bồ tát nói rằng ông ấy, hoặc bà hoặc anh ấy, hoặc chị á không phải nay mới gì mới gặp phật đâu các vị đã gặp phật từ từ rất lâu rồi nay ta chỉ là cái người gì người chỉ cho các vị là có duyên với phật từ lâu nếu các vị đó nếu các vị mà tu trong vòng mà à, đắc đạo ngay mà có thần thông có tha thâm thông có thần túc thông có túc mệnh thông biết được kiếp trước của mình nhé sẽ thấy được rằng à hóa ra ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão tại giảng đường tại tại giảng đường chùa Khai Nguyên nghe ông sư Thỉnh ông ấy giảng pháp mình cũng có gì cũng có lưu nhớ một chút vào trong trong tâm thức của mình trong a lại Gia của mình cho nên nhờ cái duyên đấy nó cứ nảy nở dần nảy nở dần vì vậy nay mình mới gặp được bậc thánh tăng bậc bồ tát bậc a la hán khai thị cho mình mình mới giác ngộ mới nay mới biết được rằng nghe pháp câu được câu không cũng không phải là là phí cả một đời vậy vẫn được vẫn quý Đó. cho nên thầy muốn chúng ta thì nghe được bài pháp nghe được một đoạn pháp ngắn thôi cũng tốt và đặc biệt lúc lễ phật tụng kinh nếu không đọc được thì dù sao cũng ngồi ở trong hội trường như các cụ ngày xưa nói là gì người đi vào vườn cỏ lan cỏ chi tuy rằng không giơ tay hái hoa hái cỏ nhưng mà thân thể và quần áo cũng được gì được thấm đượm cái hương thơm của hoa lan cỏ chi kia vậy có hiểu không À, hiểu, hiểu. Câu này thì chắc là hiểu. Thấy rạng rỡ ra hết rồi chắc là hiểu. Đấy. Cho nên là phương tiện các quý vị dùng là phương tiện đấy chính là gì phương tiện chư Phật Bồ Tát phương tiện của các quý các quý thầy vậy. Cho nên công đức ấy, nó ở rất nhiều khía cạnh chứ không phải là từ lấy cái À, củ cái à, lá kia về uống một cái là nó khỏi hết bệnh ngay đó. Có thể nó cũng khỏi được một số bệnh, nhưng một số thôi. Một số bệnh của thế gian thôi. Còn cái đây chúng ta phải chữa từ cái nghiệp của mình nữa, gọi là cái thang đó. Hôm qua thì nó là thang, đó. thang thuốc A giả, A giả đà đó các quý vị. Đó, cho nên hãy cố gắng. Vì vậy đấy, trở lại bài à, câu hỏi thì mới nói thì mới nói là cái tâm linh ấy, Cái vấn đề mà Phật tử này hỏi là vấn đề gì? hàng xóm quốc móng nhà gia đình nhà mình nó có bị bị động không hay là có muốn làm bây giờ Phật tử có làm lễ tự làm lễ hoàn long mạch được không thì theo quan điểm của đạo lão và của phong thủy học họ nói rằng cái vấn đề đất cát phong thủy nó có không đùa được đâu Uh, cái chỗ nào mà đất nó linh ấy, nó thiêng ấy. đồng thổ mà không uh, làm lễ ấy, ăn ngay, thậm chí có người làm nhà chưa kịp gì, chưa kịp ở đã chết ngéo nữa rồi. đấy, có người làm nhà xong thì họ giàu có vinh hiển trường thọ, có người uh, bắt đầu làm nhà mà cái thì uh, tai nạn ốm đau quặt quẹo lên rồi thậm chí là nhà chưa xong đã đi mất mạng rồi. cái này chúng tôi gặp nhiều rồi các quý vị mà cũng tôi kể rất nhiều rồi Đó, kể rất nhiều những câu chuyện như thế rồi cho nên thôi làm Phàm phu học đạo chúng ta sơ cơ còn mới để chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát chưa hành được chính đạo tuyệt đối như chưa thánh Tăng A-la-hán Bồ Tát Duyên giác vân vân chúng ta cứ theo lời dạy của các cụ các tổ ngày xưa thôi có thờ có thiêng có kiêng có lành giữ được cái gì thì quý cái đó chúng ta đối với gì phật thánh đối với trời đất đối với các vị thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ mà cung cung kính kính giữ cái hiếu đạo trên dưới rõ ràng rành mạch thì còn hơn là chúng ta gì bán Phật bán pháp bán tăng bán quỷ thần bán uh, uh, nhân quả bán uh, thần linh vậy thà rằng chúng ta tin có gì như sơn hà đại địa còn hơn là gì còn hơn là phá không có cái gì vậy các cụ ngày xưa các cụ dạy nhau mấy nghìn năm các cụ truyền đi cho truyền lại cho chúng ta gì là chúng ta nên uh, giữ một cái uh, tâm uh, đạo rồi, Khiêm cung uh, hiếu hạnh để mà học đạo để mà thực hành uh, thì uh, chắc chắn nó sẽ tốt hơn mà thầy cũng thường nhắc đi nhắc lại với chúng ta thì, thà rằng chúng ta tin là chỉ có thờ có thiêng có kiêng có lành còn hơn là gì cái gì chúng ta cũng còn tham chấp đầy ra mà miệng thì cứ nói là gì nói là à, vô tu vô chứng diệt vô đắc nói rằng đó là mê tín dị đoan à, có những vị một số những vị phật tử họ nghe bài giảng của thầy nói về gì nói về cái vấn đề phong thủy nói về vấn đề thờ cúng ra tiên rồi bốc bát hương làm xây nhà thì động thổ cất nóc vân vân đều nên làm lễ làm các thứ hướng thiện cho các phật tử sơ tâm học đạo như thế họ lên họ bình luận họ bảng cái ông sư này nghe ông sư này giảng thì không biết bao nhiêu kiếp số nữa cho ông ấy mới đắc đạo họ bảo như thế đắc đạo hay không tự tôi biết cần gì và họ phải dạy tôi phải tu như thế nào để đắc đạo đâu họ mà làm thầy được mình thì họ không phải khổ như thế nữa nhưng mà khổ lắm bây giờ nó một số người là học đạo nó chưa vào tay đã ra mồm đến dạy vợ dạy con mà còn chưa dạy được vợ con thì suốt ngày thì cãi nhau nhà cửa thì uh, trên dưới uh, bất hòa vợ chẳng ra vợ chồng chẳng ra chồng bố chẳng ra bố con chẳng ra con mà cứ lên mạng lại dạy đời cơ thế mới đau chứ đấy trong cuộc sống ngay trong gia đình nhà mình có mấy người thôi mà chẳng bảo được nhau thế mà đi lên uh, uh, lên đó lại hỏi là các ông sư ông nghe giảng như thế biết bao giờ cho ông ấy thấy đạo bao giờ cho ông ấy thấy đạo ông giảng những cái pháp như thế sư xuất ra rồi mà còn giảng như thế vân vân người ta không hiểu thế nào là phương tiện thế nào là thiện xảo phương tiện của phật giáo á bắc tông chúng ta đấy ví dụ như là lấy thuốc này này các vị lên chùa lấy thuốc này này uống thuốc này này nếu mà hôm nay mà bà không có hôm qua và hôm nay thì không mấy bữa nay mà không có cái chuyện lên chùa lấy thuốc này thì pháp hội chẳng vào một nửa này thôi thật mà tôi hỏi nhá ai với mục đích lên chùa lễ phật lấy thuốc sau đó tiện thì nghe pháp tụng kinh luôn để giơ tay thẳng xem nào Ôi trời nghe tưởng như là toàn là lên chùa học đạo, sai sao vậy đúng không? Xin thưa với các Phật tử, xin thưa với các cụ, nhà cháu nói thật là thế này, sáng nay cháu ra ngoài kia, cháu ngồi một tí thấy chen chúc nhau cũng phải đến gì, ít nhất phải năm bảy trăm người gì? làm đơn xin, viết đơn xin thuốc rồi. Nào, hỏi làm ai những ai đã sáng làm đơn xin xin thuốc hôm qua làm đơn xin thuốc chưa lấy giơ tay xem nào đưa tay để thầy biết để thầy bảo ngoài kia chặt thuốc. À, chuẩn bị thuốc không có là thầy chỉ khoảng 50 suất thầy bảo 50 suất hết là thôi đấy nhá. Nào. À, nhưng ai những ai giơ tay cao lên vẫy vẫy xem nào. Ai đó đưa tay thân thuốc đây rồi. Đấy. Ối giời. Mới 1/3 trong này rồi các quý vị. <laughs> ở đây khoảng độ hơn 1.000 người, khoảng 1 1500, áng áng khoảng 1 1500 thì có khoảng đến thì 1/3 tức khoảng 500 người làm làm đơn xin thuốc sáng nay rồi đấy thì trong khoảng 500 người thì cứ cho là khoảng một đến 200 người là gọi là đi tu là chính còn thuốc thì là phụ còn lại khoảng ba bốn trăm người là lấy thuốc là chính còn tu là là phụ nếu không tin tôi và tôi bảo là thôi tí nữa là giảng xong thì ai muốn về thì ra về lấy thuốc thì cho phát thuốc luôn mà xem chiều nay thời tụng kinh Thứ nhất chắc chỉ còn có 2 phần 3 đây thôi Thật đấy Nhưng bảo là phải 4 rưỡi làm lễ Tùng kinh địa tạng thời quyền thượng quyền trung xong mới cho thì gần như là còn nguyên vẹn <laughs> Và ông sư ông nói sao mà đúng thế nhỉ Ông biết hết chân tơ kẽ tóc của mình, biết hết cả tâm niệm của mình <laughs> vỗ tay <laughs> à không vỗ tay được mà ông sư ông biết hết chân tư cái tóc biết hết tâm niệm của mình vỗ tay được <laughs> mệt lắm đi thôi các cụ ạ đấy nên xin thưa các cụ ở nhà cháu nói có gì sai các cụ cho mà chàng pháo tay nữa cho nó, cho nó tỉnh ngủ <laughs> thôi sai hay đúng thì cho mà chàng phó tay thật to thì cho mọi người ai còn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy để nghe tiếp cái thời pháp còn lại <laughs> mệt lắm đấy thầy đang nói là gì đang nói là cái vấn đề tâm linh làm nhà làm cửa thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không nên và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành nó đáng là bao đâu. Làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ ba biến hoặc bảy biến hoặc hai mốt biến, đại bi, thập chú bát nhã trong niệm Phật sau đó để khấn nguyện. Hôm nay là ngày tháng năm nào tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. Đấy, hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ xây dựng gian nhà, gian cửa hay cái gì gì đó. Khấn nguyện với mười phương tam bảo chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch Đại Tổ Sư, chư Vị Hộ Pháp Thiện Thần Tiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể Tác Đại Chứng với chư Vị Bản Sứ Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Vũ Thần Quân, rồi lịch Đại Gia Tiên cửu Huyền Thất Tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho đó. tâm thành của chúng con nay xin được làm lễ đồng thổ hoặc là mượn tuổi đồng thổ thì người nào mượn tuổi đồng thổ thì họ tên là gì bao nhiêu tuổi để chỉ ở đâu đọc ra nhờ người đó đồng thổ ví dụ mình tuổi mà các cụ đi xem người ta bảo tuổi kim lâu á hay tuổi vào chạch gì chạch địa vào cung địa sát hoặc là chạch hoang ốc hoặc chạch thọ tử đó không thể đồng thổ cắt nóc được thì nhờ à, người à, anh a anh b đó bao nhiêu tuổi ông a ông b đó bao nhiêu tuổi địa chỉ ở đâu làm cái động thổ cắt nóc cho tiến chủ là chúng con khấn lên mình làm lễ thì động thổ động thổ không làm nhà thế có gì đâu làm xong một cái lễ cắt nóc mình cũng làm cái lễ cắt nóc hoặc đổ máy bằng là cái máy cao nhất thôi làm cái lễ đơn giản thôi như phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng bên kinh phổ môn cầu nguyện tam bảo chư phật bồ tát thần linh thổ địa chứng minh gia chỉ cho vào cái khoảng giờ đó giờ đó ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ giờ mão từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ giờ thìn giờ chúng con cất nóc vân vân chẳng hạn cứ như thế mà mình mình khấn và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ, làm lễ cất nóc hay làm lễ động thổ gì đó gì đó vân vân à, như thế là yên tâm xong làm xong đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ về nhà mới thì cái gọi là lễ chấn gì nhỉ lễ chấn trạch lễ về nhà về nhà mới an vị bát hương mà lễ chấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ chấn trạch thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới động thổ thì người ta phải làm một cái lễ gọi là lễ hoàn bồi hoàn long mạch à, cái hoàn long mạch hoàn long mạch thì có gì đâu ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã bán những cái đồ ấy ở ngoài ở chợ ấy. Đó, để mua cái 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 bột bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua uh, quế mua uh, cái gì đấy hồi cái gì gì đó nó nhiều lắm cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ cái nước uh, hoàn long mạch cái cây bang cái gì đó nữa nó có nhiều thứ lắm mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi về mình đun nước sôi để ấm ấm cho nó nguội để ấm ấm vào. thế mà hòa quấy vào thế là đem lên để lên trên ban thờ bên ở dưới đất được kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên kết biết thì kết lấy chín nén hương tứ tung tức là bốn nén gì nén ngang ngũ hoành tức là năm nén ở trên để dọc lên trên gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy thế là mình chỉ đại bi thập chú ba biến bảy biến hoặc hai mươi một biến hoặc là mình làm làm lễ trong khóa lễ đó đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa. Chú nguyện vào đó nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như từ hôm nay thế là được rồi. Thành tâm được khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để bốn góc bốn hoàn gạch là chưa vội chưa vội lát mình để cho một tí xuống dưới á để mình đổ vào chỗ đó xong thì mới lát lại mới lát lại có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất đấy để để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất thì mình đổ vào bốn góc nhà đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó để nó xuống dưới đó. cẩn thận ngày xưa đó, cố hòa thượng chủ hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà ở thành phố thì nhà san sát nhau mà đặc biệt mặt phố ấy khi làm á thì lấy cái ống ống nhựa hay là ống tiếp gì đó ống nhựa tốt nhất lấy ống nhựa lúc mình đổ vào ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch à, để khi mà một viên gạch bốn viên gạch bốn góc ấy là lát sau cùng cái hôm làm lễ xong đó vậy thì bây là lễ đổ cái nước hàn long mạch xuống bốn cái góc đó xong thì khi đó mới lát cái viên gạch lại cụ bảo là như thế là tốt nhất vì nước nó thẩm thấu được xuống gì xuống dưới sâu đấy còn nếu mà như nhà nông thôn thì vô tư rồi đi vảy chung quanh vảy bên ngoài chung quanh móng ra, bên trong bên ngoài thì vô tư đấy nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sau chẳng hạn thì hai bên ba bên nó làm hết rồi nhà mình ở giữa thì bắt buộc phải làm như thế đó. hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên đấy, khoan nó xuống mà tí là khoan xong nó đổ xuống xong thì gì? lại bảo thợ lên lát bên gạch lại cho đấy là ngày xưa thầy đi thì già cụ tổ chủ hương là cụ hướng dẫn mấy nhà phật tử như thế là mình cũng thuộc dạng là học gì học lỏm nhưng mà học lỏm nhanh lắm thầy học lỏm nhanh cái gì thầy muốn học á thì cần nhìn thấy người ta làm một lần hai lần mình làm được mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu mình cũng đã học được rồi đấy thầy đang nói thì cái cái mà làm lễ liền hoàn long mạch thì à nếu mà có các thầy nhờ các thầy được đến là tốt nhất vì sao vì cái đạo hạnh cái công đức của quý thầy thì uh, tốt Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá hoặc là nhà xa quá uh, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được thì tự các phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này chỉ cần là chúng ta thì đọc uh, lầu thông chú đại bi thập chú bát nhã và lục từ đại minh án mà đi bát minh hồng mà thôi nếu chưa thông thì xem kinh xem sách mà đọc cũng được nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi thì cái sự tụng kinh trì chú lễ phật niệm phật và gia trì của ta nó mới gì nó mới tốt chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì cái chậu nước cái xô nước mà thôi Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng năm ba bảy người chục người hơn chục người đến để để chi thì đương nhiên chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại của đại chúng các đạo tràng chúng ta nhiều mà bảy tám chục đạo tràng quanh khắp miền bắc này cơ mà à, chúng ta nhờ các đạo tràng phật tử nếu mà sư phụ không đến được các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa chúng ta mời đạo tràng đến gì chỉ chú lễ phật tụng kinh cho cũng được xong đem cái nước đó để để lẩy chung quanh nhà, nhà cửa đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó trường hợp phật tử này thì hàng xóm họ làm nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình nếu mà họ xây xong móng rồi á phải xây xong đấy nhá nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa họ phải đào xong rồi ví dụ đào xong móng họ xây lên móng rồi họ không đào bới gì nữa thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018 có một cái trường hợp thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở trung ương nhà ở dưới hình uh, như là hoàng hoa thám hà nội ở ừ, hoàng hoa thám đúng không đường hoàng hoa thám đường hoàng hoa thám hà nội nó gần chỗ bưởi mà gần chỗ bưởi là đường hoàng hoa thám đấy đúng không những cái đê đê đấy đúng không đấy nhà ông uh, vụ trưởng một bộ ở uh, trung ương ông ấy bây giờ vẫn đang công tác hình như vừa qua hình như là năm ngoái hay năm kia hình như là bổ nhiệm thứ trưởng đấy sao nhưng lâu lâu rồi thầy cũng uh, có liên hệ với đâu, người ta cần người ta đến, người ta không cần thì thôi. Mình giúp cho người sao xong là thôi, thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta uh, có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình uh, liên hệ mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng có cầu cạnh gì người ta cũng chẳng chờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân được một tuần sau á thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh thế là bị kiện đấy bị trong chính trong những cái đồng nghiệp của mình kiện mà toàn là kiện nặc danh thôi việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh bị cả tháng như thế thế là ông thấy lạ quá thì đi xem người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem vợ đi xem thế người ta bảo là nhà bị động thế vợ mới bảo à, nhà con có làm cái gì đâu mà bị động xong cái người cái người xem không phải xem đồng bóng đâu đi xem cái ông thầy tử vi ông thầy tử vi mà ông ấy xem ông giờ tử vi ông bảo nhà bị động thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi đó, ông bảo là chắc chắn mà nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà đây cái vết đào bới đấy ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu khóm xuống đây mà lại sao mà không có là thế nào thế là cô bảo ơ là cụ ở nhà nhà con nó không đào nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng họ làm nhà hoặc làm tầng hầm thế họ đào cái tầng gì tầng hầm họ làm tầng hầm đương nhiên nó phải sâu xuống bốn năm mét đấy để họ xử lý À, thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm một đào thế cái ông thầy tử vi ông bảo về để về nhờ đi nhờ các thầy đến các thầy giúp cho các thầy lễ hàn long mạch cho hỏi nhà họ còn đào nữa không bảo họ đào xong rồi bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi tới tầng tầng âm dưới họ làm xong rồi thế về cái, cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy thế thì cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu cho nên thầy cũng ngại lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế nhưng mà cái người quen giới thiệu cho nên thầy nể quá thầy đi xuống thì lễ cho lễ xong thì sang nhờ nhà ông hàng xóm lúc đầu nhà ông hàng xóm họ sợ là sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì gì đó không cho đâu nhưng xong rồi À, sang đưa thầy sang xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu thế lúc đó thầy nó bảo ông thợ là không sợ đâu thầy đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết phật pháp thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa khai nguyên và cái là ông vui vẻ ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp thế tốt quá thế thầy làm thầy làm luôn cho cả nhà con <laughs> khôn thế <laughs> thầy làm thì này làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi thế, thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ bưởi ông lấy mấy gói về pha thì hai chậu nữa thì lấy thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau chưa đến tuần sau tất cả những cái lá thơn thư đơn từ kiện cáo nạc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả mà cái chân của cái con cái gãy chân gì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi gia đình yên bình thường mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên vợ chồng cũng lên chùa lễ lần hai lần thế như vừa qua là lên thứ trưởng rồi thầy cũng không quan tâm lắm cái cái vấn đề đó nhiều nhưng mà nghe nói hình như lên thứ thứ trưởng rồi đấy chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh nhưng mà nhà hàng xóm họ động thổ nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì có thể dính vì nó cùng một cái giải cùng một cái giải đất mà chính cái nhà đó cái gia đình mà ông động thổ ấy cái ông chủ động thổ ấy cái hôm động thổ thì cái ông thở đi đào móng cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình cũng cuốc vào chân còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy tai nạn là gãy chân còn cái ông thợ đó thì cuốc vào chân phải đi viện để khâu và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được tức là gì nó có vấn đề ở đó cái lễ xong mà cái cả nhà hai nhà nhà mới nhà bên cạnh đều yên cả cho nên chúng ta mới nói gì? đấy có những cái tuy không phải là phật giáo không phải là lời phật dạy nhưng ở thế gian chúng ta các cụ nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư phật bồ tát và a la hán thậm chí tu đà hoàn còn chưa được ấy. thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu nó màu nhiệm và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối thì chúng ta cứ gì có thờ có thiêng có kiêng có lành cái gì cha ông cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại nên làm phải làm mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy thì nên giữ lễ thì chúng ta cố gắng để giữ lễ làm được như thế thì chỉ có tốt thôi chứ nó có mất nhiều thời gian tiền tài của cải đâu các quý vị đấy cho nên đây là nói về gì cái việc động thổ việc của nhà ông hàng xóm động thổ gia đình bên cạnh mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may thì thấy nó thì nó lục đục cái nó khác gì đó chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để để, để hoàn long mạch ở cái phía bên uh, móng giáp danh nhà mình khi họ xây uh, móng xong rồi được đó. tối lửa tắt đèn uh, có nhau uh, bán anh em xa mua láng giềng gần mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau uh, uh, cho nó đàng hoàng mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì gì cả đấy như thế sao là ổn thôi. Đấy, là nói về gì? Đồng thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ. Nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không? Hả? Nó ra rất 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 nhiều kể cả về lịch gì? Lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy. Lãi to. <laughs> Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột nhưng không sao cố gắng thì chờ một tí thì nghe được cái này nó là chung cho tất cả mọi người các vị câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế hoặc rằng trước hoặc rằng sau hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó chúng ta học lấy nghe lấy học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà mà thực hành đấy hoan hỉ chưa uhm.